Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó, để kiểm soát, giám sát hiệu quả đối với người ra vào địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhất là người đến từ vùng có dịch, từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế đưa vào vận hành chính thức hệ thống khai báo thông tin giám sát người ngoài tỉnh vào Tây Ninh trên nền tảng mạng xã hội Zalo. Theo đó, khi có người ngoài tỉnh vào Tây Ninh, tức là người đến các chốt kiểm tra, nhân viên kiểm tra yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ theo quy định của ngành y tế, đồng thời yêu cầu khai báo thông tin trên thiết bị di động như sau. Vào ứng dụng Zalo tìm cổng thông tin Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Tây Ninh, rồi chọn mục quan tâm. Sau đó hướng dẫn người đến khai báo thông tin bằng cách chọn đăng ký điểm đến và thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn. Khi kết thúc phần khai báo, người đến sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công và kèm theo hướng dẫn các bước tiếp theo cần thực hiện khi về đến nơi đăng ký. Nhân viên kiểm tra sẽ kiểm tra thông tin phản hồi, thông báo đăng ký thành công trên điện thoại của người dùng và cho đi qua trạm. Đối với những người đến không có điện thoại di động, thì nhân viên tại chốt kiểm tra có thể khai báo hộ. Đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải đã thống nhất gộp thông tin khai báo y tế và khai báo điểm đến thành một lần khai báo, nên nhân viên y tế kiểm tra không yêu cầu người đến khai báo y tế nữa. Ngoài ra, nếu người đến đã khai báo như trên trước khi đến chốt kiểm tra, thì chỉ cần trình cho nhân viên kiểm tra thông báo trên Zalo xác nhận đã khai báo, thì không yêu cầu khai báo lại. Từ ứng dụng này, cán bộ cơ sở quản lý người ngoài tỉnh về địa phương mình sẽ nhận được thông tin từ hệ thống Zalo nhắn thông báo người về địa phương mình, tình trạng khai báo xác nhận đã về tới nơi đăng ký, khai báo y tế hàng ngày, v.v. Đối với người từ tỉnh khác về Tây Ninh, người từ tỉnh khác về Tây Ninh gọi là người đến. Nếu về từ vùng dịch thì thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành của ngành y tế. Người đến ngoài trường hợp nêu trên, nếu đi về trong ngày sẽ thực hiện khai báo thông tin theo hướng dẫn trên Zalo, ghi rõ những điểm đến và thực hiện xác nhận điểm đến trên Zalo khi đến các nơi đăng ký. Khi ra khỏi tỉnh phải quét mã QR tại các chốt kiểm tra. Nếu đến lưu trú ở địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thực hiện khai báo thông tin theo hướng dẫn trên Zalo. Khi về đến nơi đăng ký tạm trú cư trú thì phải xác nhận đã đến trên Zalo. Buổi sáng hàng ngày trong 7 ngày cách ly ở nhà và 7 ngày theo dõi sức khỏe phải khai báo tình trạng sức khỏe trên Zalo. Người đến cũng có thể khai báo thông tin trên cổng thông tin Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Tây Ninh trên Zalo trước khi đến các chốt kiểm tra, nhưng không quá 1 giờ. Khi đến chốt kiểm tra, chỉ cần trình thông tin đã khai báo cho nhân viên kiểm tra và không cần khai báo lại. Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, hệ thống giám sát này sẽ khắc phục được những hạn chế trong việc khai báo tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Trước đây, người dân ra vào tỉnh thì phải khai báo trên giấy rồi gửi lại cho chốt kiểm soát phòng chống dịch. Sau đó, chốt kiểm soát thống kê, tập hợp những số liệu, rồi đến cuối ngày mới gửi về cho các địa phương để theo dõi, quản lý áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Với cách làm này, gây mất rất nhiều thời gian đối với cả người dân đến khai báo và cán bộ làm nhiệm vụ, cũng như gây ùn tắc ở các chốt kiểm soát dịch. Mặt khác, những thông tin khai báo được đưa về kịp thời cho các địa phương để quản lý. Thì cái việc triển khai này nó có mấy cái hiệu quả và cái lợi ích. Thứ nhất là đối với người dân á, thì chỉ cần khai báo trên Zalo với một vài các cái bước đơn giản thì có thể là khai báo xong cái phần khai báo của mình. Thứ hai nữa là đối với người dân á, nếu mà sử dụng theo phương thức này á, thì có thể là khai báo trước khi mà đến các chốt kiểm dịch, và khi tới chốt kiểm dịch chỉ cần đưa ra cái kết quả khai báo thì nó sẽ không mất thời gian phải khai báo lại. Còn đối với cán bộ mà quản lý ở các chốt kiểm soát á, thì cũng không có mất nhiều thời gian để mà hướng dẫn người dân phải khai báo giấy. Và nếu mà khai báo giấy thì phải nhập vô các cái thông tin vân vân, rồi hàng ngày phải thống kê gửi về cho các địa phương. Thì hệ thống là nó sẽ tự động khi người dân mà khai báo trên hệ thống xong thì thông tin đó sẽ được chuyển trực tiếp về cho địa phương. Và như thế thì nó sẽ tạo cái sự là thuận lợi cho địa phương là nắm bắt kịp thời cái thông tin của người dân mà về địa phương mình lưu trú mà phải thực hiện cái cách ly theo quy định. Cũng theo ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, sau một ngày vận hành chính thức, hệ thống giám sát đã cho thấy hiệu quả rất rõ rệt. Đó là ùn tắc ở các chốt kiểm soát dịch
đã giảm rất nhiều. Thông tin chuyển trực tuyến về cho địa phương thì cán bộ ở địa phương nhận ngay tức thì, chứ không chờ đến cuối ngày nữa. Vì vậy, việc quản lý các trường hợp này rất hiệu quả. Tuy nhiên thì đây là cũng là cái bước đầu thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. Và cái đặc biệt là chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là nên sử dụng Zalo, rồi cài đặt quan tâm cái cổng thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Tây Ninh, để chúng ta có thể là thứ nhất là tiện lợi khai báo trước khi chúng ta đến các cái chốt kiểm dịch, hoặc là chúng ta về địa phương khi mà chúng ta thực hiện cách ly thì chúng ta cũng sử dụng cái hệ thống này. Chúng ta có thể là báo đã đến cái điểm mà chúng ta đã đăng ký, hoặc là hàng ngày chúng ta có thể khai báo sức khỏe qua cái hệ thống này, thì nó sẽ đỡ tốn cái thời gian mà chúng ta phải đi ra các cái nơi ở địa phương theo quy định để khai báo.